Xin giới thiệu các bạn một siêu phẩm tai nghe Bluetooth nha các bạn. Thì đây là tai nghe có mã là TPK T9S, thương hiệu Chuelet nha các bạn. Đó, đây là tai nghe của mình này. Đó, cái dạng kén của nó rất là nhỏ gọn nhé, cầm lòng gần tay như AirPod luôn nha các bạn. Phần đây là phần hiển thị pin nha các bạn. Khi các bạn chỉ cần đặt vào đây thì nó sẽ tự sạc cho cái tai nghe của mình nhé. Và đây sẽ là hiển thị 100 pin của đốc sạc này. Tai nghe thì khá là nhỏ gọn. Cái cảm giác đeo của các bạn ấy cực kỳ là êm tai luôn. Mình cam đoan với các bạn cực kỳ êm tai, không gây lo tai một chút nào luôn, một chút nào nhé. Các bạn nhấn giữ hai tai để bật nguồn tai nghe và kết nối điện thoại bình thường. Do các bạn chỉ cần bật lên và tự kết nối tai nghe nhé. Chất âm thì bên mình cam kết các bạn cực kỳ hay, âm bát cực kỳ ngon, bát che đầy đủ. Nếu bạn nào nghe cảm thấy không hay, bên mình cam kết đổi trả một đổi một luôn nhé. Nên các bạn yên tâm khi mua sản phẩm bên mình. Đấy, tai nghe rất là đẹp luôn. Đó, con này là đốc sạc này. Đốc sạc nhé, các bạn chỉ cần cho nó vào đây là nó sẽ tự sạc cho tai nghe của các bạn luôn nhé. Đó, hiển thị phần trăm pin cực kỳ tuyệt vời luôn, tai nghe Bluetooth này.